Hôm nay mình xin chia sẻ cách gói bánh chưng bằng cái khuôn thông minh. Mình là cô Ba Miệt Vườn, mình có bán khuôn này có hai miếng trong Facebook của cô Ba Miệt Vườn 30 đồng. Thì hôm nay sẵn dịp Tết mình gói vài cái bánh chưng cúng ông bà để đem đi biếu, thì mình sẽ làm với cái khuôn này. Thì đây là cái bánh chưng mình đã gói rồi, thì mình sẽ chỉ cái cách làm nhanh, không có bốn cái góc tam giác trên này. Mình thì gói không có được khéo nhưng mà cũng ra được vuông vức xinh xắn như thế. Hai cái bề mặt này đều giống nhau, không biết bạn thấy không, nó có cái tam giác nè, cái nhọn tam giác cho gai cái đỉnh chính giữa đó. Còn nếu làm nhanh thì mình sẽ không có cần thêm bốn miếng lá này. Thì để gói thành cái bánh mình nói trong Facebook á, là dùng cái khuôn này có khuôn nhỏ hỗ trợ thì gói rất là nhanh. Mình sẽ cần 3 miếng lá. Thì cái chiều dài này khoảng 14-15 inches. Mình có 3 miếng như thế này. Thì đúng ra là 2 miếng 14-15 inches. Còn miếng thứ 3 thì nhỏ hơn cũng được, nhưng mà mình xé cho đều. Cho đều thì đây là 3 miếng. 3 miếng ha. Giờ mình cần một miếng nhỏ. Chiều ngang của cái lá sẽ bằng cái ô vuông chính giữa như thế này để mình bỏ trên mặt. Mình sẽ bớt miếng đi. Đó. Là làm cái bánh này mình chỉ cần 4 miếng lá thôi. 3 miếng lá lớn, 1 miếng lá nhỏ. Nhưng mà để vẽ hình tam giác á thì mình cần thêm 4 miếng lá như thế này. Bề ngang của lá này thì nó sẽ bằng cái khung trong, tại vì một hồi mình sẽ cho nó xiên vô đây. Đó. Cái bề ngang thì sẽ bề ngang nó bằng cái lòng của cái khung lớn phía trong. Mình cần 4 miếng này. Ok. Thì bây giờ mình bắt đầu nha. Trước tiên gói cái góc tam giác nha. Ok, 4 miếng này. Không bằng nhau. Thì để khi mình xếp cái hình tam giác, cái lá láng màu xanh nó nằm ở trên, bề không láng nằm ở dưới. Thì khi mình xỏ nó vô trong cái dành khuôn á, cái miếng lá ở trong, miếng lá này hơi bự, xé chút nó đi. Miếng lá ở trong á thì nó chỉ cần, nó sẽ là 2/3 của miếng lá ở ngoài. Đó, bên nhà nhắm chừng đó, khoảng 1/3, 2/3. Lý do là tại vì nó che cái phần chiều cao của cái bánh. Đó. Mình được một bên. Ok. Vậy nhất trí vậy đi. Để cái bề không có láng ở dưới. Cứ nó cho cái này. Cái lá này hơi bự nè. Cái chiều này nó bằng nằm gọn ở trong đây. Đó, vuốt về cái nó thẳng góc dưới. Thì bây giờ mình đã lòng bốn cái này để gói hình tam giác. Thì bây giờ xong rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình gói lá vô trong cái thằng này. Hồi nãy mình nói là mình có 3 miếng. Thì mình sẽ dùng 2 miếng lớn nhất. Lật bề láng ở dưới. Một miếng nữa giống như mình để gói bánh tét á. Thì mình, bạn nào gói bánh tét biết mình để bề lá ngược lại với nhau. Đó, là để như vậy. Còn ở giữa thì mình dùng để xéo góc. Thế, xéo góc như thế này. Đó. Bây giờ cái bó này thì mình để cho nó xéo góc đi. Đó. Thì cái này á, từ lá chuối nãy mình để dọc để ngang, thì cái khuôn của mình sẽ để cái chiều này xéo góc chứ còn lá chuối là như vậy. Cái này hơi nhỏ ha.
không sao. Bây giờ mình ập hai chiều này đi, xếp hai cái này lại. Đây, có ba miếng là không có bể đi đâu đâu, hai chiều này lại. Thì bây giờ mình xếp hai cái đường này nó song song với nhau, đó. Rồi tính lại không hết, hai miếng mà tính không hết. Đó, đây, đó, miếng này bị rách hả? Không sao. Thì bên đây mình ém hai cái đầu này lại với nhau, đó, ém cho nó vuông lại, nó lên, đó, vuông dứt cho mấy cái đường này thẳng góc với nhau, rất là dễ. Bên đây làm giống như vậy luôn, đó, hai ngón tay đây ém lại, kéo bật nó lên, ok, bật qua, đó. Thì nếu xếp cho cái này thẳng hàng với cái này thẳng hàng, thì nếu như mà mình làm cái bánh không có cần hình tam giác đó thì như vậy mình chỉ cần bỏ vô trong cái khuôn, bỏ vô khuôn mình mở ra là mình bắt đầu bỏ nhân, bỏ nếp vô. Mình phải cần hai sợi dây, một sợi dây này, dây gì cũng được, mình dùng dây này cho dễ để hỗ trợ trước khi cột dây thiệp vô, và một sợi dây này. Thì cái này nãy mình xếp rồi nè, thì cái đầu mà có cái quai đó mình để trên nãy xếp là lá nè, nên cái miệng mình bẻ cặp vô đó. Bây giờ mình rớt cái này nó vô đây, đó, dứt nó vô đó. Rồi xong mở ngược nó ra, đặng bắt đầu bỏ nhân vô, đó, chỉ vậy thôi. Cái khuôn lấy ra, nãy mình cắm cái này nè, cắm cái này lấy ra, lấy ra, okay. Đó, giờ mình mà có cái khuôn như thế này rồi, ngon lành trong này. Bây giờ mình chỉ cần đổ nếp vô, này sao mà sửa lại, nếu mà nó chưa có ngay cái góc đó, mình sửa lại cho nó ngay góc thôi. Nè, đó, bây giờ trong này nè, nó vuông dứt vậy đó, thấy không, vuông dứt vậy đó. Bây giờ bỏ nếp vô và cắp nếp, ok, cắp thứ nhất cho nó vô đây, ok, mình dàn nó ra, nhấn nếp vô trong mấy cái góc trước, cái đầu quậy để làm bánh á, xào đồ đó, ém nó xuống, quan trọng mấy cái góc cho nếp vô, mấy cái góc cho nó chặt lại, vậy là chặt rồi đó. Thì đây là nửa cắp đầu xanh nha, cắp đầu xanh đổ ngay chính giữa. Mình không có muốn đậu xanh nó lăn ra ngoài cái dành của cái bánh, cái thành bánh á, tại vì mình muốn nếp á, nó bao bọc, nếp bao bọc cái đậu xanh, phả cái đậu xanh này ra ngay chính giữa thôi. Nãy mình gói thịt nạc không, giờ gói thịt mỡ, quá trời mỡ luôn, không biết sao mà mỡ chữ. Mình cần một khắp nếp để mà ém chung quanh cái nhân đậu xanh với là thịt ba rọi để vô nãy, khoảng một khắp để chung quanh cái thành, ok, đây, chung quanh cái thành đó. Giờ mình ém nó cho nó sát, dẻ dặt lại, nấu ra cho nó giòn lại, nó dẻ xuống, ok. Bây giờ thêm một cắp đậu xanh lên trên mặt của thằng thịt nhé, ngon lành rồi đó nha. Đó, mình nằm ngay chính giữa đây này, nó được ra rớt ra ngoài. Đó, xong rồi. À, mình cần một cắp nếp nữa, tức là cái bánh này sẽ là ba cắp nếp, một cắp nếp nữa bỏ trên cái mặt nhân. Đây. Quá trời ngon. Cho đầy cái khuôn luôn. Mình nghĩ nó dẻ lắm mà.
xanh màu đỏ nó ém sát vậy đó. Rồi bây giờ mình bẻ nó vô, bỏ cái một miếng lá là cái bề láng vô trong cái bề láng đi vô trong nhân trong cái nếp để cho nó ra màu xanh. Đó, giờ vậy mỗi một chút lên trên vậy em nằm xuống đó. Nào xếp cái này vô vậy, ok, này nó dư xếp vô lá dễ mà, lá cứ xếp vô đó. Bây giờ mới kéo được em này lên rồi nè, em này nè, nó xếp vào, xếp vô này nè, xếp cái cạnh nó vô tam giác, đó. Đó, cạnh vô tam giác nè, nó cái đẹp vậy đó, mẹ nó vô. À, thấy ha, chắc cũng thấy ha. Cái này cứng quá mình dư này, dư nè, giờ cắt đi, cắt cho nó dễ làm. Nó chả cắt lối luôn đó ha, không biết thấy không. Xong cái này nè đó, mình xếp vô đó cho nó vuông giúp cho đây nè đó, em xuống. Muốn xây thì xây cũng được. Ở giờ nó đắp cái dưới này rồi, lần nào làm cũng đó, cái này á đó, cái nè xếp vô ha, vậy nè đó, cái banh ra cái cánh đó, xếp vô cho nó sát vậy đó. Rồi bẻ lên dư nó đây, dư thì cắt đó. Làm sao cho nó xét, giữ như nó xét rồi vậy đó. Bên đây, đó, cái này thì xếp vậy. Thì mình xếp góc vô, vuốt. Nè vô mình không có khéo mấy, thành ra mình làm nó làm sao cho đó tam giác nó vậy đó. Thì cái phần này sẽ ém vô cái làn giữa này nha, kéo cho nó sát, cắt ra đi để cho nó dễ ém vô, dở nó lên ém nó vô, xếp nó vô thôi. Lá rách thì chậm chậm. Quá đẹp. Thấy không? Nè. 1 2 3 4. Bây giờ mình ém chỗ này lại. Thì nếu mà không có gói góc á thì cái bề mặt đít của mình á nó sẽ như vậy nè. Xếp em này vô. Góc một góc. Ok. Xếp em này vô. Hai góc, hai tam giác mình có thể xây qua. Okay. Góc này nè, nó dư ra kệ nó, xếp vô. Đó. Xếp thẳng vậy. Vô. Ba góc. Góc thẳng ra, ok. Kệ nó. Như lá để luôn nó em này nhẹ hơi hụt chút, xếp nó vô. Thì cái em cuối cùng này á, hồi nãy mình chọn cái mí lá nó ngắn để mình khỏi cắt đó, là mình nhét nó vô vậy nè, nhét vô vậy bằng cái lằn dưới thì mình sẽ thấy bốn cái tam giác ngay chín điểm liền. Ai khéo tay sẽ làm rất là đẹp. Đây cái bên đây mình tại lá này bị rách,
mình cũng có bốn cái tam giác, một hai ba bốn. Ok nào, xong rồi thì cái này cái đít đi, cái kia cái mặt. Ok thì mình rút ra. À, ta da, cái khuôn không trả về đây. Ok cái này cái đít. Okay. Bây giờ cái tờ, cái cộng tạm thời nè. Đó, bây giờ mình nhặt cái đít hả? Ok bây giờ mình buộc nó vậy đi để mình lật cái mặt lên. Ok đó, cái này á là chỉ để tạm thời thôi, tạm thời thôi nhé. Mình cũng riệt sắt, mình dùng cái sợi dây kia mới là chấm. Ok hồng tháo đi ra. Ok thì đây là một cái bánh đã xong, có bốn cái tam giác rất là đẹp. Rồi bây giờ cộng bọc cái này vô. Ok 1/3 ở nơi đây, nếu mà nó xéo hồi mình làm xong rồi mình kéo lại còn được. 1/3 đây thì đây. Ok vừa vừa thôi, không cần sát lắm, mình ém cũng gặp lắm rồi. Chỗ này 1/3 chỗ nào, mắt nhắm mắt mở không biết 1/3 nhiêu. Ok đây 1/3, 1/3 chứ phải giữa nha, như đây là 1/3 đi. Ok cho nó vuông xếp. Ok lăn qua. Ok xiết. Ok xiết 1/3. Ok sợi dây qua thế này đó. Ok 1/3 xiết cho chắc tay chút, rồi qua đây chưa đủ. Okay. Tròn vô đây đi cho nó chắc. Sản phẩm của mình đã xong rồi, có hình tam giác nha, bốn cái tam giác này ngay đỉnh luôn, nó chắc lắm, đã nhấn góc quá trời mà không chắc nữa rồi. Ở đây đó, thành ra quý vị mua thì xài luôn khuôn nhỏ, mục đích là mình muốn cho nhanh đó, làm cho nhanh, thành ra có cái khuôn nhỏ này hỗ trợ, thành ra khi làm nó xài như vậy á rất nhanh. Rồi cái nồi nó dơ rồi, phải giữ được mấy cái. Nghĩ cái nồi 8 quạt á, mình để được 4 cái á. Tại vì để đo lại có đúng là vậy không nha. Cái bánh này làm xong á thì sẽ 5 inch, chiều cao 2.5 thì mình làm bằng cái mặt luôn đó. Ok. Đây, bề ngang, bề dọc, bề ngang bề dọc là vuông dứt 5 inch ha. Cái chiều cao là khoảng 2.5 inch. Đây 1. Đây 1.5 inch. Mình làm cũng không có đầy lắm á. Một chút nữa mình làm 3.5 cup nếp cho nó đầy lên luôn. Đó. Cái bánh rất là đẹp. Để chưng lên rồi, này là bánh bánh chưng xanh đó. Đẹp ha. Đó. Cảm ơn quý vị nào đã ủng hộ mình mấy tuần qua. Còn có mấy ngày nữa là Tết rồi thì nghĩ chắc không có ai cần mua nữa, nhưng mà nếu mà muốn mua trước để dành năm sau gói, hay nhiều khi ở nhà thèm gói cũng được đó, mà đẹp nữa. Nghĩ cái gói cái bánh này đi tặng rất là dễ thương, rất là đẹp. Thôi bây giờ chắc video cũng dài rồi, thôi mình tạm biệt nha. Chào tất cả các bạn, hy vọng mình sẽ có làm một cái video khác nữa. Bye.